Xin chào cả nhà và các bạn, hôm nay cả gia đình mình cùng nhau đi hái táo mùa thu nhé. Thích lắm cả nhà ơi, cứ tới cái thời điểm mùa thu này là cả nhà mình lại cùng nhau đi hái táo. Hôm nay mình sẽ dẫn cả nhà đi một vườn táo mới mà mình chưa bao giờ được đi. Ở đây cách nhà mình lái xe khoảng 45 phút. Vườn táo thì được trồng tuốt ở trên cái đồi cao. Từ ngoài đường lớn lái xe vô thì cũng hơi ngoằn ngoèo. Đến nơi rồi nè cả nhà, rộng lớn quá, nơi đây không chỉ trồng táo mà họ còn có chỗ cho đào đậu phộng, hái bí đỏ và có trồng cả hoa hướng dương nữa. Để mình xuống xe chạy đến hỏi người ta xem thái táo thì họ tính như thế nào ha. Ồ, thì ra họ tính 1 đồng 75 đô một pound. Mình nói với người ta mình xin hai cái bao để hái táo, họ chỉ dẫn mình thì rất là tận tình. Họ nói có tổng cộng hai nơi trồng táo, phía trước mặt mình thì nơi đó có nhiều, người ta chưa có hái nhiều lắm, còn bên kia thì đã bị hái rất nhiều rồi. Nhưng nếu đi vô sau một chút thì còn rất là nhiều táo Fuji rất ngon và ngọt. Trước mắt ở đây là hoa hướng dương này, đây là hoa hướng dương. Đây bây giờ mình vô trong cái vườn táo nè. Hôm nay cả hai vợ chồng đều xin nghỉ phép vì Covid nên cả gần năm nay mình không đi đâu được. Phép nhiều quá nên thỉnh thoảng cứ phải nghỉ bớt. Hôm nay thứ sáu thì mình cứ nghĩ chắc sẽ không có ai đi hái táo nhiều đâu. Nhưng đến nơi đông hơn mình nghĩ nhiều. Người Mỹ đặc biệt rất thích dẫn con cái đi vui chơi dã ngoại, vui chơi các hoạt động ngoài trời như vậy. Nên không có gì lạ khi mình thấy lại có nhiều em bé nhỏ ở đây. Đây cái táo nè cả nhà. Cái táo nào quá trời à. Đây cũng nhiều táo nè, Ryan cầm được trái táo nè. Cả nhà thấy không, cái này là Fuji Apple. Cái trái táo này rất là ngon và ngọt và giòn. Apple số thế. Cái hiệu Fuji Apple là hiệu táo rất ngon lắm. Đây, những cái trái táo màu xanh nè. Đây. Nhà
ngọt không thì gửi Để mama ẩm lên ha. Okay. Thank you, Ryan. Come on. What? Oh, thank you, Ryan. Ba về đây con. Ồ, chạy đâu rồi? Không ăn được. Được không? Ăn được ngon lắm ngoài ha. Không chưa. Rồi những cây này nè. Bên cái giường này nè, một cái giường khác mà những cái trái này là quá trời bự luôn nè, các bạn thấy không?
Thế là mình quyết định đi về phía có táo Fuji. Táo Fuji theo mình nhận xét thì rất là ngon. Mình rất thích loại táo này, rất giòn, ngon và ngọt. Ở ngoài chợ họ bán táo Fuji rất là mắc. Ở đây họ trồng rất nhiều loại táo khác nhau như Granny Smith, Pink Lady, Red Lady hay là Gold Rush. Granny Smith thì là loại táo trái xanh, rất chua cả nhà ơi. Trái táo này thì chỉ thích hợp cho những người thích ăn chua chấm muối ớt thì rất là ngon. Nó giòn, hồi nãy mình ăn thử nó rất là giòn mà nó ngọt thì ngọt vậy á. Cái trái này ở ngoài chợ là cái trái Fuji nó bán mắc nhất. Nếu mà cái loại này ngon thì hái tí cả nhà coi, một trái táo đỏ, táo Mỹ nè. Wow, đỏ mọng nước mà giòn thì giòn. Giờ mình kiếm được cái xe mình bỏ vô đây. Cả nhà coi xem cái táo này đẹp chưa? Nó nhám nhám này, không biết nó ngọt hay không. Nếu nó ngọt là mình hái ít cho trái loại này cho mình. Lần này mình đi chỉ hái toàn Fuji Apple, cả nhà thấy sao? Thích quá phải không? Cây táo nào cũng thâm thấp mà trái táo rất nhiều ghê, nhiều lắm luôn. Ryan thì thích lắm, cứ hỏi mẹ trái táo nào để hái cho mẹ và bỏ vào bao. Hai mẹ con thích quá, cứ ham hái, thấy trái nào cũng ngon, hái quá trời, hái đầy luôn hai bịch. Cây táo nhìn đẹp không cả nhà, dễ thương lắm mà lại thơm nữa, trái táo chín, cây thơm lắm. Rụng quá trời dưới gốc cây, uổng gì đâu, hái đầy hai túi nặng quá, mình phải kiếm cái xe đẩy, thế là Ryan lại càng thích, cứ đòi đẩy xe thôi. Thank you.
đây cũng có cánh đồng hoa hướng dương nữa. Như cả nhà cũng thấy, Covid vẫn còn đang hoành hành ở bên Mỹ, vẫn không thuyên giảm chút nào nên ai ai cũng phải đều mang khẩu trang. Bây giờ mình đẩy xe ra tính tiền nhé. Cả nhà có đoán được mình sẽ phải trả bao nhiêu không? Hết mất 32 đô. Trong đầu mình chưa bao giờ mình nghĩ sẽ ra chợ mua hết 32 đô tiền táo đâu nhé. Nhưng vô đây hai mẹ con hái quá trời ra tính tiền bỏ lên cân hết 19 pound. Thế là trả 32 đô. Nhưng đáng đồng tiền lắm cả nhà ơi, táo rất ngon và giòn, hôm nay đi chơi ngắn như vậy mà thấy vui lắm. Mình hy vọng cả nhà cũng sẽ thích cái khung cảnh làng quê vườn táo mùa thu như ngày hôm nay. Nếu có một lần được ghé thử, mình tin rằng cả nhà cũng sẽ rất là thích. Cảm ơn cả nhà và các bạn đã quan tâm theo dõi video clip ngắn ngày hôm nay. Hy vọng cả nhà đều thích, mong sớm gặp lại cả nhà và các bạn vào những video tiếp theo nhé. Nếu thấy thích, mong rằng cả nhà và các bạn sẽ ủng hộ mình bằng cách nhấn like và chia sẻ, đăng ký để ủng hộ channel này. Chúc cả nhà một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!